Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Gặp gỡ ông Cao Thắng, Đông Nhi, Bình An ẩn ý muốn kết hôn cùng Phương Nga. Nam diễn viên Bình An khiến người hâm mộ siêu lòng trước lời tình cảm ngọt ngào dành cho bạn gái Phương Nga. Mới đây, Bình An khiến khán giả thích thú khi đăng tải một hình ảnh trên trang cá nhân của mình. Trong đó, cặp đôi Bình An, Phương Nga vui vẻ gặp gỡ và chụp ảnh cùng ông Cao Thắng, Đông Nhi trong một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh đăng tải kèm lời nhắn ngọt ngào từ nam diễn viên: còn 8 năm nữa mới bằng được anh chị bây giờ. Như khán giả đã biết, ông Cao Thắng, Đông Nhi là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt với tình cảm gắn bó với nhau trong suốt 10 năm. Mới đây, cả hai khiến fan vui mừng khi công bố kết hôn vào ngày 9 tháng 11 tới. Trong khi đó, đôi trai tài gái sắc Bình An, Phương Nga cũng đã hẹn hò 2 năm. Có thể thấy, nam diễn viên đang ngụ ý rằng phải 8 năm nữa thì mình mới có được tình cảm 10 năm đẹp như ông Cao Thắng, Đông Nhi, đồng thời thể hiện sự chung thủy, quyết tâm cưới Phương Nga làm vợ. Cặp đôi Bình An Phương Nga chính thức công khai hẹn hò từ đầu năm nay. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Bình An, cả hai đã quen và yêu nhau từ khá lâu trước khi Phương Nga bước chân vào showbiz. Hồi còn chưa công khai, hai người cũng thường xuyên bị fan bắt gặp đi ăn, đi chơi riêng với nhau. Tình cảm của cặp đôi Bình An Phương Nga cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Yêu một thời gian dài, Bình An và Phương Nga tỏ ra vô cùng nghiêm túc với đối phương, đồng thời khẳng định cô có ý muốn kết hôn cùng nhau. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Bình An cho biết tháng 9 âm lịch là con số rất ý nghĩa với nam diễn viên. Vì thế anh chàng rất muốn kết hôn với Phương Nga vào thời gian đó, tuy nhiên là tháng 9 năm nào thì cả hai vẫn chưa quyết định được. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.